Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Grand i10, chiếc xe mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Bản nâng cấp của i10 2024, thời điểm khoảng vài ngày trước thôi ạ. Đây, một chiếc xe trong group xe hạng A và được gọi là vua doanh số, cũng như là một dòng xe quốc dân trong phân khúc. i10 mới này thì bên em có một vài cái cải tiến em sẽ nêu qua cho anh chị trong video này, và cũng như là báo giá và giá lăn bánh thời điểm là chuẩn bị giảm thuế tháng 7 năm 2024. Thì chiếc xe này thì tuy là được nâng cấp nhưng mà giá bán thì vẫn được giữ nguyên, thưa quý anh chị. Giá bán vẫn giữ nguyên, và cái giá bán hiện tại của đại lý Hyundai Bắc Ninh bán cho quý khách hàng đó là 426 triệu trên giá niêm yết là 435 triệu. Lăn bánh thì đâu đó rơi vào khoảng ngoài 440 một chút. Có tặng kèm theo cho anh chị sẽ là phim kinh nhiệt, trải sàn da bọc vô lăng, phim em bảo hành 10 năm cho quý anh chị. Thì anh chị có thể thấy là phần đầu xe, chiếc xe đã có cái lưới tản nhiệt này được cải tiến này, rồi là cụm đèn led định vị ban ngày dạng boomerang khỏe khoắn hơn này. Hệ thống đèn pha cốt thì cũng được tích hợp trong bóng projector. Đó, bóng gọi là chiếu qua chóa. Ở đây là vẫn là bóng halogen thưa quý anh chị. Đó, bóng halogen, rồi là đèn led định vị ban ngày, boomerang, lưới tản nhiệt thì được sơn bóng. Nắp cabo thì cũng được dập nổi giống so với thế hệ cũ. Thay đổi tiếp theo đó là phần la răng của xe. La răng của xe thì cũng đã được thay đổi cách thiết kế cũng như là họa tiết của la răng. Và cái kích thước của la răng thì vẫn được giữ nguyên như vậy, với kích thước là 15 inch. Phần gương chiếu ngoài thì vẫn là được chỉnh điện, gập điện và tích hợp xi nhan trên gương, cũng giống như phiên bản trước. Tay nắm cửa vẫn vậy. Đến với phần đuôi xe thì có một cái điểm nhấn cũng khá đẹp. Anh chị có thể thấy là cụm đèn hậu của xe, đây là cụm đèn hậu dạng led. Đó, cụm đèn hậu cũng hình boomerang khỏe khoắn, được thiết kế rất là hài hòa. Và nó là một cái chiếc đèn. Đó, đèn đây là đèn chạy dài. Đèn này thì là đèn phản quang thôi, chạy dài nối từ bên trái qua bên phải này. Đó, rồi đèn xi nhan rồi, cũng tích hợp. Em thấy cái đèn thế hệ mới này nó đẹp và nó tinh tế hơn. Và nó thiết kế cho i10 một cái đuôi cũng rất là chu đáo hơn được trước. Đó, ở đây chúng ta sẽ có là camera lùi này, rồi logo cũng thay đổi luôn thưa quý chị. Logo này là logo 2D. Cảm biến lùi vẫn được trang bị hai cảm biến. Đây là tiêu hao nhiên liệu của i10. Tiêu hao nhiên liệu thì chúng ta sẽ có đường kết hợp là 5,77 lít, trong đô thị là 6,5 lít và đường ngoài đô thị chỉ 5,3 lít thôi. Cùng em tiến đến vào phần nội thất của xe. Nội thất của i10 thì cơ bản nó cũng không có thay đổi nhiều, ngoại trừ nâng cấp xong đó là hệ thống túi khí đã được nâng cấp. Hệ thống túi khí đã được nâng cấp từ 2 túi khí lên thành 4 túi khí thưa quý anh chị. Đó, 2 túi khí lên thành 4 túi khí. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có thêm các túi khí thứ nhất là túi khí ở bên người lái này, rồi túi khí bên phụ này, rồi tiếp theo là chắc là 2 túi khí bên hông. Cái màn hình này, màn hình sau vô lăng này, màn hình đa thông tin này cũng được thay đổi nhé. Trước là màn hình hiển thị kỹ thuật số, nhưng bây giờ đã chuyển về màn hình gọi là tín hiệu tương tự rồi. Có kim đo cho quý anh chị, kim thì nhìn nó thực tế hơn. Vâng, cùng đến với phần màn hình giải trí trung tâm thì vẫn là chiếc màn hình như vậy thôi, kích thước 8 inch. Có kích thước 8 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đó, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Trên chiếc vô lăng bọc da này 4 chấu thì chúng ta vẫn có một cái họa tiết như vậy. Thay đổi cái là cái vô lăng đã khâu thêm chỉ đỏ này, rồi vẫn là ga tự động Cruise Control. Tính năng này, tính năng đèn tự động của i10 thưa quý anh chị. Đó, cải tiến hơn so với thế hệ cũ nhé, hệ thống đèn tự động của Hyundai Grand i10. Cái thiết kế về logo cũng khác này. Tần số vẫn vậy, điều hòa vẫn chỉnh cơ, đèn nổ start top. Đó. Có thêm những cái vẫn có cảm biến hót xuất lốp, rồi hỗ trợ khả ngang dốc, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, ABS. i10 thì bản mới này thì vẫn có những cái màu nội thất, màu ngoại thất em xin lỗi, nó là màu đỏ tươi, màu bạc, màu trắng, màu xanh dương và vàng cát. Xe bên em thì là giá thành như nhau. Cùng em đến với hàng ghế thứ hai. Giá thành như nhau cho tất cả các màu. Đến phần hàng ghế thứ hai
thì anh chị vẫn thấy một i10 với cái diện mạo là hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi, ngồi rất là thoải mái. Trong phân khúc thì i10 luôn là rộng nhất rồi. Đó, ngồi rất là sướng, cái độ phù hợp, rồi cái khoảng sáng trần cũng như là độ ngả lưng ghế, rồi độ êm ái của ghế. Cửa gió điều hòa được trang bị cho hàng ghế phía sau. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, cửa gió điều hòa trang bị hàng ghế phía sau này, làm mát nhanh hơn, làm mát đều hơn. Cổng sạc, rồi thì các cái hộc để đồ, vân vân. i10 mới này thì bên em vẫn nhận hỗ trợ quý anh chị là vay trả góp 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa 8 năm, lãi suất bây giờ nó có nhiều gói lắm. Nó rơi vào khoảng có những gói là 7,5% cố định trong 2 năm, rồi 7,6% cố định trong vòng 3 năm. Đó, đây là cái cốp xe của i10. Đó, cốp xe rất là rộng. i10 thì nó chiếc xe hoàn hảo trong phân khúc A rồi. Cửa đóng chắc này, động cơ thì ổn định. Công nghệ thì có thừa rồi. Đó. À đây, ghế. Ghế của i10 gập phẳng luôn, gập phẳng 60-40, rất là tiện lợi cho quý anh chị. Cái này giúp anh chị có thể là mình để được nhiều những hàng hóa cũng như là hành lý, khi mà anh chị đi hai người có thể để lên được những cái không gian của hàng ghế thứ hai. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai i10 thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Thì vừa rồi bọn em ra mắt thì cũng có ký rất là nhiều đồng chờ rồi. Quý anh chị quan tâm thì xin lòng liên hệ số điện thoại, em sẽ cập nhật chính sách giá mới nhất và chi tiết nhất cũng như là cố gắng bán giá tốt nhất cho quý anh chị và khách hàng. Em xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.